À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn nhỏ đã quay trở lại với bài học ngày hôm nay. Hôm nay cô và các bạn cùng nhau đi tìm hiểu về một phép tính mới. Phép tính này thì chúng ta đã được học ở năm lớp 3, nhưng mà chúng ta cùng nhau ôn tập lại để rút ra những quy tắc và những lưu ý. Đó chính là phép tính chia. Bài ngày hôm nay thì cô và các bạn cùng nhau đi tìm hiểu về phép tính chia cho số có một chữ số. Vậy khi chia cho số có một chữ số thì chúng ta cần làm những bước tính như thế nào và phải lưu ý những lý do gì? Thì sau đây cô và các bạn cùng nhau đến với bài giảng ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta quan sát cho cô, đây là một cuộc hội thoại giữa hai bạn học sinh đúng không nhỉ? Chủ đề của chúng ta là hộp trứng. Bạn nữ nói rằng có 326.274 quả bóng bàn được đóng gói thành các hộp. Và bạn nam hỏi rằng mỗi hộp có 6 quả, đóng gói hết số bóng bàn đó thì bao nhiêu hộp? À, khi mà chúng ta đọc bài toán này lên thì chúng ta biết rằng đây chính là bài toán dạng bài rút về đơn vị đúng không? Chúng ta đã biết tổng số quả bóng và chúng ta đã biết được là một hộp có 6 quả. Vậy thì để biết được đóng bao nhiêu hộp thì chúng ta chỉ cần lấy tổng số quả bóng chia cho số quả ở mỗi hộp đúng không nhỉ? Phép tính của chúng ta đó chính là 326.274 chia cho 6. Vậy phép tính này được thực hiện như thế nào? Chúng ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải hay từ phải sang trái nhỉ? À, để trả lời câu hỏi đó thì các bạn cùng đến với phép tính của cô. Cô sẽ đặt phép tính này như sau. 326.274 cô đặt ở phía bên tay trái, còn số 6 cô sẽ đặt ở phía bên tay phải. Tay phải của cô. Rồi, chúng ta tiếp tục đặt hai dấu để ngăn cách, tượng trưng cho dấu chia. Bây giờ chúng ta quan sát cho cô này. Số chia đang là số 6, là số có một chữ số. Vì vậy, bên số bị chia, chúng ta cũng lấy số có một chữ số. Nhưng mà bên số bị chia, nó lại đang là chữ số 3. Chữ số 3, nó nhỏ hơn chữ số 6. Vì vậy, chúng ta không chia được, đúng không? Do đó chúng ta phải lấy hai chữ số sao cho chữ số bị chia phải lớn hơn chữ số chia. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện. Chúng ta lấy 32 chia cho 6. Dựa vào bảng cửu chương thì chúng ta biết rằng 32 chia 6 được 5, chúng ta viết 5. Và khi chúng ta nhân ngược lại thì 5 x 6 bằng 30. Để tìm số dư, chúng ta lấy 32 trừ 30 bằng 2, viết 2. Tiếp tục, chúng ta hạ số 6 ở hàng trăm xuống, được số là 26. 26 chia cho 6 được bao nhiêu? Chính xác, 26 chia cho 6 được 4, chúng ta viết 4. Và chúng ta cũng nhân ngược lại, 4 x 6 bằng 24. Lấy 26 trừ 24, được 2, viết 2. Tiếp tục chúng ta lại hạ 2 ở hàng nghìn xuống, được số là 22. Lấy 22 chia cho 6, chúng ta thu được đáp án bằng 3. Bởi vì 3 x 6 bằng 18. Bây giờ để đi tìm số dư, chúng ta cũng tiếp tục lấy 22 trừ 18 được 4, viết 4. Sau đó chúng ta lại hạ chữ số 7 ở hàng. Hàng nào? Chính xác, ở hàng chục nghìn xuống, thu được số là số 47. Chúng ta tiếp tục lấy 47 chia cho 6, được 7, viết 7. Nhân ngược lại thì 7 x 6 bằng 42. 47 trừ 42 được 5, viết 5. Rồi, chúng ta hạ nốt cho cô chữ số 4 ở hàng trăm nghìn xuống. Ta được là 54. 54 chia cho 6 được 9, chúng ta viết 9. Nhân ngược lại, 9 x 6 bằng 54. Và 54 trừ 54 được 0. Do đó, phép tính
326.274 chia cho 6 được kết quả là 54.379 và dư 0. Như vậy, phép tính này là phép tính chia hết, đúng không nào? Rồi, tương tự như vậy chúng ta cùng thực hiện cho cô phần ví dụ 2. Phép chia 212.729 chia cho 4. Chúng ta cũng cần phải thực hiện đặt tính, sau đó chúng ta tính. À, quan sát cho cô, ở số chia thì nó đang là 212.729, nhưng còn số chia thì nó đang là chữ số 4, đúng không nào? Vì vậy bây giờ bên số bị chia, chúng ta cần phải chọn ra một chữ số mà nó phải lớn hơn 4. Nhưng mà chúng ta thấy số 2 này đang nhỏ hơn 4, vì vậy chúng ta phải lấy cho cô cả 21. Bây giờ dựa vào bảng nhân 4 và bảng chia 4 thì chúng ta cùng thực hiện cho cô phép tính này. 21 chia cho 4 được 5, chúng ta viết 5, đúng không nào? Bởi vì 5 nhân 4 bằng 20, 20 nó suýt soát với 21 rồi. Chúng ta tìm số dư bằng cách lấy 21 trừ 20 được 1, viết 1. Tiếp tục chúng ta hạ 2 xuống là số 12. 12 chia cho 4 được 3, viết 3. Nhân ngược lại, 3 nhân 4 bằng 12. 12 trừ 12 được 0, chúng ta viết 0. Tiếp tục chúng ta hạ cho cô số 7. 7 chia cho 4 được 1, chúng ta viết 1. Bởi vì 1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 được 3, chúng ta còn dư 3. Hạ số 2 xuống thành 32. 32 chia cho 4 được 8, chúng ta viết 8. Bởi vì 8 nhân 4 bằng 32, 32 trừ cho 32 được 0, viết 0. Rồi, cuối cùng chúng ta hạ cho cô chữ số 9, chúng ta được là 9. 9 chia 4 thì được 2, viết 2, bởi vì 2 nhân 4 bằng 8, 9 trừ 8 được 1. Như vậy, đến với phép chia thứ 2 là 212.729 chia cho 4 thì chúng ta được đáp án là 53.182. Nhưng đây là phép chia có dư và dư 1. Như vậy là thông qua hai phần ví dụ, các bạn đã biết được cách chia chưa? À, cô hy vọng rằng các bạn đã rút ra được quy tắc chia và thực hiện phép chia chính xác. Và để thực hiện được phép chia tốt hơn thì chúng ta sẽ đến với cô phần bài tập số 1, đặt tính rồi tính. Trong phần bài tập số 1 thì chúng ta sẽ thực hiện cho cô hai phần. Phần A, 633.760 chia cho 5. Và phần B, 599.152 chia cho 7. Đầu tiên thì chúng ta cần phải xác định xem số bị chia và số chia là số như thế nào. Tiếp tục chúng ta thực hiện đặt tính. Sau khi thực hiện đặt tính xong thì chúng ta sẽ tiếp tục tính cho cô, đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ chia bắt đầu từ trái qua phải. Bây giờ đến với phép tính đầu tiên nào. 633.760 chia cho 5 thì chúng ta phải áp dụng bảng nhân 5 và bảng chia 5. 6 chia 5 được 1, viết 1. À, chúng ta nhìn vào cho cô. Số bị chia thì có chữ 6 bắt đầu và số 5 thì 6 lớn hơn 5 rồi, do đó chúng ta chỉ lấy một mình số 6 thôi nhá. Còn trường hợp mà số này nhỏ hơn 5 thì chúng ta mới lấy sang hai chữ số. Rồi, 6 chia 5 được 1, chúng ta viết 1. 1 nhân 5 bằng 5. Tìm số dư bằng cách lấy 6 trừ 5 được 1, chúng ta viết 1. Hạ 3 xuống, thu được số là 13. 13 chia cho 5 được 2, viết 2. 2 nhân 5 bằng 10. 13 trừ cho 10, dư 3. Tiếp tục chúng ta hạ 3 xuống là số 33. 33 chia cho 5 được 6, chúng ta viết 6. Bởi vì 6 nhân 5 bằng 30. 33 trừ 30 được 3, chúng ta viết 3.
hạ 7 xuống là số 37. 37 chia cho 5 được 7, chúng ta viết 7. Bởi vì 7 x 5 bằng 35. 37 trừ cho 35 được 2, chúng ta viết 2. Hạ 6 xuống là số 26. 26 chia cho 5 được 5, viết 5. Bởi vì 5 x 5 bằng 25. 26 trừ 25 được dư 1. Hạ 0 xuống được là 10. 10 chia 5 được 2, chúng ta viết 2. Và 2 nhân với 5 được 10. 10 trừ 10 được 0. Vì vậy, 633.760 chia cho 5 được đáp án là 126.752. Và đây chính là phép chia hết. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với phần B. Phép tính 599.152 chia cho 7. Trong trường hợp này thì chữ số 5 này lại nhỏ hơn chữ số 7, đúng không nhỉ? Vì vậy chúng ta phải lấy 59 chia cho 7. Vậy 59 chia cho 7 được mấy? À, đúng rồi, 59 chia cho 7 được 8. Bởi vì 8 x 7 bằng 56. 59 trừ 56 được 3, chúng ta viết 3. Tiếp tục chúng ta lại hạ cho cô số 9 xuống, được là 39. 39 chia cho 7 được 5, chúng ta viết 5. Bởi vì 5 x 7 bằng 35. 39 trừ 35 dư 4, viết 4. Hạ 1 xuống, được đáp án là 41. 41 chia cho 7 được mấy nhỉ? À, đúng rồi, 41 chia cho 7 vẫn được 5. Bởi vì khi mà chúng ta lấy 6 nhân với 7 bằng 42 thì 42 lại lớn hơn 41 nên chúng ta không thực hiện được. Vì vậy chúng ta phải lấy là 5. 5 nhân 7 bằng 35. 41 trừ 35 được 6, chúng ta viết 6. Hạ cho cô số 5 xuống thành 65. 65 chia cho 7 được 9, viết 9. Bởi vì 9 x 7 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu mà dư ra 2 nhỉ? À, đúng rồi, 9 x 7 bằng 63. Lấy 65 trừ 63 được 2, viết 2. Tiếp tục chúng ta hạ 2 xuống thành số 22. 22 chia cho 7 được 3, viết 3. Bởi vì 3 x 7 bằng 21. 22 trừ 21 được 1. Do đó, 599.152 chia cho 7, chúng ta thu được đáp án là 58.593. Và đây là phép chia có dư, dư 1. Như vậy là phép chia có dư hay là phép chia hết thì chúng ta thấy là các bước thực hiện có giống nhau không? Có giống nhau, nó chỉ khác là khi chia hết tất cả các chữ số rồi thì một cái là nó bằng 0 thì đó là phép chia hết. Còn một cái là nó có xuất hiện các chữ số từ 1 đến 2 đến 3 và các chữ số đấy nhỏ hơn số chia. Vì vậy cô gọi đó là số dư. Như vậy là cái phép chia ấy, nó chỉ thực hiện đơn thuần là chúng ta xác định cho cô là số bị chia là số nào, số chia là số nào. Sau đó chúng ta thực hiện đặt tính và thực hiện theo từ trái sang phải. Đấy chính là những phần lưu ý mà cô muốn dành cho các bạn. Là khi thực hiện phép chia có một chữ số thì chúng ta thực hiện phép chia từ trái sang phải. Và phép chia sau khi chia hết mà số chia vẫn còn số dư thì cái phép chia đó là phép chia có dư. Còn trong phép chia mà số dư bằng 0 thì phép chia là phép chia hết, còn số dư khác không thì là phép chia có dư. Nó tương tự như ý thứ ba, đúng không nhỉ? Và cuối cùng, trong phép chia số có dư ấy thì cái số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia. Ví dụ, cô có số chia là số 7 thì số dư của nó phải nhỏ hơn 7, tức là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6 không được chạm tới mức là số 7. Các bạn nhớ chưa nhỉ? Rồi,
Đó chính là những phần lưu ý mà cô muốn các bạn ghi nhớ để thực hiện tốt hơn phần bài phép chia cho số có một chữ số. Như vậy là bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.